Rồi. Đây bây giờ đi mua thịt hả? Mình chạy đi mua thịt. Chào. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay tới căng tin phát cháo đấy nha. Căng tin mình vùng tỉnh Tây Nguyên. Đắk Lắk là có dịch Covid rồi. Ở dưới này là khoa truyền nhiễm. Mọi người đợi phát cháo. Mọi người đợi phát cháo xong rồi đợi tí nữa là xe cháo nó mới tới. Còn khoa truyền nhiễm là cách căng tin là mà một là một nhà có mấy người cách ly rồi, còn một người bị mắc thì chuyển xuống bệnh viện lao phổi rồi. Thông tin thì nghe vậy, đây khoa truyền nhiễm ở dưới này. Thời gian đợi xe cháo xuống thì chỉ cho mọi người biết được khoa truyền nhiễm, chỗ cách ly những người mắc Covid-19. Đó, cái căn nhà dưới là khoa truyền nhiễm á. Đó, căn nhà dưới là khoa truyền nhiễm. Giờ trời ở thành phố Buôn Ma Thuột đang mưa. Nhóm hiện tại vẫn cố gắng đang nấu để phát từ thiện cho mọi người, bệnh nhân. Tắt một tí nha, rồi tí nữa quay tiếp nha. Giờ đợi xe cháo tới đã. Xin lỗi mọi người, nãy là mình không quay cảnh nấu nướng được nha. Chị quay thì tại vì trời mưa, sáng lấy đồ trời mưa. Đó, phát tại căn tin này, lầu dưới, đó, phát cái góc trong đó. Đó, mình miền vùng Tây Nguyên nè. Bệnh viện vùng lớn nhất thành phố Buôn Ma Thuột. Bệnh viện vùng Tây Nguyên, 5 tỉnh miền Trung Tây Nguyên luôn đó, là bệnh viện là lớn nhất. Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Mọi người xem rồi đăng ký ủng hộ, tạo tinh thần động lực cho nhóm. Để nhóm có tinh thần động lực để phát huy. Để nói chung là lấy được cái nút bạc để cho nhóm nó chụp hình nó đẹp. Hứa với tụi nó rồi. Hứa với nhóm rồi. Đó, cháo này, cháo phát cho mọi người trong khu căng tin. Mọi người đứng xếp hàng lấy cháo. Dịch nhưng nhóm cũng cố gắng. Quay khoa truyền nhiễm cho tôi nè. Đó. Mọi người thấy từ khoa truyền nhiễm không? Hàng khổng to tí nè. Khoa truyền nhiễm chỗ cách ly á, khổng to nhẹ nhẹ này. Cách ly những người nghi mắc. Đó, bao nhiêu người thì mình em không biết được. Đó, phát cháo. Nhưng mà bệnh viện yêu cầu là phải giãn cự ly ra mỗi người mét mét. Đó. Dạ? Dạ em nói mọi người giãn rồi. Ủa, căng thẳng quá chị hơn. Đây. Hello chị. Chị rất dễ thương. Không, tại vì cái này em không có Facebook. Em không có Facebook. Tại vì không, em nói chị là em up trên cái kênh YouTube á. Em không có Facebook. Đặc biệt là em không chơi Facebook. Em up YouTube với lại Twitter thôi. Còn Facebook là của vợ. Căng thẳng, thấy chưa? Y tá còn kêu căng thẳng nữa. Đó. Đó, mọi người đã lấy cháo. Mọi người sẽ giãn cách ra. Rồi đâu hộp mẫu đâu? Cái này làm gì hả chị? Tội. Thank you.
Ở mình mấy người cách ly dưới kia hả chị? Nghi đi hết rồi em. Đi hết không hả? Chuyện qua đây hết rồi hả chị? Chuyện qua hết chứ làm sao để đây được, để đây thì... Lại đông quá đúng không? Cháo thịt đồ khoai tây cà rốt bí nhiều. Mọi người đứng 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 cách cách nhau xa xa tí cỡ nửa mét, một mét đi, nửa mét giúp 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 giúp. Mọi người đứng đứng khoảng cách xa xa để giúp con với. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Rồi, chúc mọi người mau lành bệnh thôi. Người nhà mau lành bệnh, sớm xuất viện. Thiện luôn đây này. Dạ. Cũng cảm ơn cô nhiều nha. Rồi, dạ. Con sao chưa về con? Đợi lấy gì nữa? Dạ. Ủa cái này không có nắp đậy hả chị? Ừ, nó đầy đầy vô. Mọi người cố gắng mang khẩu trang vô. Chị y tá đang phục vụ luôn. Này giúp một tay. Dịch Covid nhưng mà nhóm mình cố gắng nha. Mọi người xem thì ủng hộ, đăng ký cho một lời bình luận. À, còn lúc này ở dưới chỗ các chị nghĩ là không biết có hay không. Đây cái này. Vác cả xách cả chuối nữa. Có chị y tá xuống phục vụ giúp đỡ. À, có thể lấy dùng được nữa. Giờ ai đâu phải mang khẩu trang, khó thở phải mang. Nấu nướng tất cả mọi thứ này mọi hơi chín, mọi người thông cảm nha. Mọi người cứ lấy đi, lấy chia cho mấy người xung quanh nữa. Giờ dịch là phải cục bịch nè. Nhờ người xuống lấy dùng. Dịch nên phải giãn cách. Cầm lên, cháo lên cho mọi người phát giùm con nha. Mấy cô nha, ai có bịch thì cầm cháo lên phát cho mọi người dùng nha. Dạ, hôm nay đi con mới bắt cũng được. Vừa lấy cháo vừa lấy chuối luôn đó. Rồi. Bỏ vô, đây đây. Cảm ơn gia tiên thiệt. Rồi có gì đâu mà trời ơi. Nói lên khoa ai chưa có chạy xuống lấy giùm con với nha. Rồi, cảm ơn ạ. Ở trời mưa nữa. Dạ, cảm ơn mọi người ạ. Dạ.
Dạ có gì đâu, trời ơi. Dịch này mau mau xuất viện đi chứ. Đó, dịch nhá. Dịch mà kín mít luôn á. Đó. Cầm cháo mang lên phát khoa nhi lầu 2. Khoa sức nhi nè, và lầu 4 nè, coi mắt cửa không? Mới đường mình giờ lên lầu đi bộ hả? Đi bộ lên ở trên, mới đường bịch cho bác sĩ. Còn bịch nữa. Không đông lắm, cũng không kịp quay. Giờ mới quay cho mọi người. Bệnh viện vắng. Tìm có mấy người khoa điều dưỡng này. Dịch xong bệnh viện vắng. Bệnh viện kia đâu. Ừ, bên này vắng. Bệnh viện rất là vắng. Ít người. Rồi xong rồi nha, giờ đi về. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Nhiều cảnh quay rất là thiếu. Dịch này vắng. Dịch giết bệnh viện vắng, rẽ xe cộ vắng.